Xả cô nhá. Tần Điểu, bà đền cho tôi đi 30 triệu. Bà chỉ có nước ở tù mà khóc thôi. Bà có biết là không ạ? Hôm nay giám đốc của em lại chăm chỉ quá nhờ. Để bóp vai cho anh nhá. À, bên phía phòng kinh doanh có gửi tài liệu cho anh đấy. Anh xem đi. Thôi mà em, hôm nay là ngày nghỉ, cho anh được tận hưởng cảm giác ở bên cạnh người yêu chứ. À, đi ăn nhá. Đi ăn nó. Đừng nói là em quên nhá. Quên mà em lại ở đây à? Này, hôm nay có cả mẹ anh đấy. Em biết rồi. Đi ăn thôi. Ô, mẹ. Dạ, con chào bác. Bác chào con. Đi luôn hả mẹ? Ừ, hôm nay ý, được con trai với lại con dâu tương lai mời ăn cơm nên mẹ sốt ruột lắm, muốn đi luôn. Mẹ. À này, bác hỏi này, hôm trước con bảo là bố mẹ con làm gì nhỉ? Kìa mẹ. Còn khách sao cái gì nữa? Hai đứa nó xác định đến với nhau ấy, thì cũng phải để cho hai bên thông gia biết nhau chứ. Dạ vâng, con hiểu ạ. Bố mẹ con đang kinh doanh công ty ở nước ngoài ạ. Ở Việt Nam thì chỉ có một mình con thôi ạ. Khổ thân. Thế lúc nào con bảo với bố mẹ nhá, để sắp xếp thời gian ấy, xong rồi về nước rồi hai gia đình gặp nhau. Dạ vâng ạ, từ từ rồi con sẽ bảo ạ. Thôi mình đi mẹ đi. Ừ, à, thì bác bảo này, thế con đang ở một mình à? Dạ vâng ạ. Thì hay quá, hôm nay Nghĩa nó đi công tác mấy ngày, bác ở nhà một mình buồn, bác sang ở với con cho vui nhá. Dạ. Đúng rồi đấy, anh cũng đang lo, mẹ lại hay bị cao huyết áp, ở nhà không có ai chăm. Dạ, vâng ạ, con rất vui khi bác sang ở với con ạ. Bác cũng vui lắm, để bác cháu ta hiểu nhau thêm nhỉ. Thôi, mình đi ăn đi mẹ đi. Ừ. Bà già ấy đến nhà mình ở. Làm sao bây giờ? Dù sao nhà mình biết mình là trẻ mồ côi, tất cả chỉ là giả dối, thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Alo ạ, chị cho thuê nhà đúng không ạ? Vâng ạ, tôi muốn thuê 1 tháng. Lát tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc cho chị. Ngay ngày mai là đến được luôn đúng không ạ? Vâng, ok, để chị nhá. Chỉ còn cách này thôi, không còn cách nào khác nữa rồi. Thương. Dạ. Vội đấy, quên cả túi sách này. À vâng ạ, tại em vừa mải nghe điện thoại quá. À Thương này, nhà cháu có thuê giúp việc không đấy? Nếu mà không có thì để bác đưa sang. À. Bác yếu nên là phải có người giúp việc. Dạ, có ạ. Bố mẹ cháu có lo cho cháu đầy đủ luôn. Có thuê cả giúp việc cho cháu ạ. Ừ, thế thì tốt quá, bác không phải lo đấy. Tại vì bác yếu mà. Vâng. Dạ. Để cháu bấm luôn ạ. Giá ách dịch. Đã ăn nhờ đậu rồi, đòi hỏi ô xin. Sau này lấy anh Nghĩa về rồi, xem bà có chết tôi không. Cô gái. Trời ơi, cái bà già kia. Bà có bị mù không? Tùy. Bà làm bẩn hết cả bộ đồ của tôi rồi. Tôi không cố ý mà. Cố ý hay không thì bà cũng làm bẩn hết đồ của tôi rồi. Bây giờ bà tính như nào? Thế cô bảo tôi phải làm gì bây giờ? Hay là để tôi giặt bộ quần áo xả cô nhá. Bẩn thỉu. Bây giờ ấy, bà đền cho tôi đi. Cái váy này của tôi ấy, mua hết 30 triệu. Bà đền tiền mặt cho tôi đi. 30 triệu? Tôi làm gì ra 30 triệu? Tôi đi nhặt ve chai, chỉ đủ kiếm ăn qua ngày. Lấy đâu ra 30 triệu để mà đền cho cô bây giờ? Không có đúng không? Tốt, đi theo tôi. Đi đâu? Đi về làm ô xin trừ nợ. Tôi xin cô. Bà mà không đi ý, tôi sẽ kiện bà ra tòa. Đến lúc đấy bà chỉ có nước ở tù mà khóc thôi. Đi. Tôi đi.
Ôi trời ơi, bà có biết làm không đấy hả? Con chào bác ạ. Bác vào đi ạ. Nhà đẹp thế. Dạ vâng ạ. Nhà này là của bố mẹ con mua cho con đấy ạ. Cháu như tiểu thư ấy. Cháu biết thằng Nghĩa nhà bác ạ, đẹp đôi thật đấy. Dạ vâng ạ. Kìa, còn không mau chào mẹ chồng tương lai của tôi đi. Dạ, chào bà. Ô xin này. Dạ vâng ạ. Lũ ô xin đây là phải cẩn thận với chúng nó đấy nhá. Lần trước nhà bác ấy có một đứa ô xin nó giả vờ thân thiết với chủ nhà, xong rồi cuối cùng nó đi trộm đấy. Dạ vâng ạ, con vẫn cảnh giác mà. Ơ kìa, mau vào lấy nước cho bác. Dạ, vâng ạ. Bác vào đây ngồi đi ạ. Bác đang tính ấy, là sang năm định tổ chức đám cưới cho hai cháu đấy. Dạ vâng ạ. Mời bà uống nước ạ. Ừ. Úi dồi ôi, nước lạnh thế. Hả? Bà có biết là tôi đang bị viêm họng không? Bà có biết là không ạ? Hả? Tôi xin lỗi ạ. Thôi con, bảo bà đi làm. Nhìn đã thấy bẩn rồi. Vâng ạ. Cút! Để con đi lấy nước cho bác nhé. Ừ. Đêm rồi. Bà có định để cho anh ngủ không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Mẹ chồng tôi mà dậy, tôi không tha cho bà đâu. Xin lỗi. Ơ sáng sớm bảnh mắt ra mà vẫn ngủ nhè à? Dậy đi. Dậy. Này. Sao ô xin vẫn chưa dậy à? Mẹ, con chiều quá đấy. Dậy. Dậy đi. Tôi mệt quá. Cái gì? Ô xin còn kêu mệt thế để không phải làm việc à? Con chào mẹ. Anh. Chào mẹ. Về là Nghĩa. Vâng. Con cố làm xong việc để về với mẹ đấy ạ. Bác này làm sao thế hả mẹ? Bà ấy giờ vợ ốm để không phải làm mà. Con thấy bác ấy ốm thật chứ không phải giả vờ đâu mẹ. Bà lấy đâu ra bức ảnh này đấy? Hả? Đó là ảnh của con gái tôi. Trả lại tôi đây. Cái gì? Ảnh con gái tôi. Con gái nào? Nói láo. Nó là con gái của tôi thật mà. Trả cho tôi đây. Con gái. Cháu gái, đây là trại trẻ mồ côi. Cháu được người ta cứu ở gần bờ sông. Bác sĩ nói cháu hoảng quá nên bị mất trí nhớ. Từ nay đây sẽ là nhà của cháu nhá. Con ơi, đừng chơi ở bờ sông. Con ơi. Mẹ ơi, cứu con. Em làm sao thế? Không. Mẹ. Con nói sao? Mẹ ơi, con là con gái của mẹ đây. Mẹ ơi, là con đây. Không, không thể là cô được. Là con. Mẹ ơi, con đã quên. Con bị mất trí nhớ. 15 năm trước, con chơi ở ngoài bờ sông. Chồng may bị ngã xuống sông. Mẹ nhảy xuống cứu con, đẩy được con lên bờ. Thì mẹ đã bị nước cuốn đi mất. Con tưởng lúc đấy, mẹ của con đã chết rồi. Sao? Sao con lại biết? Mẹ ơi, đây,
bức ảnh này, đây chính là con đấy. Mẹ ơi, đây chính là con. Con gái. Mẹ ơi, con gái bất hiếu. Mẹ tha lỗi cho con. Con gái bất hiếu, mẹ xin lỗi con. Suốt 15 năm qua, mẹ đã đi tìm con khắp nơi. Con gái của mẹ. Cái này là thế nào? Thế hóa ra cô là con của cái bà ô xin à? Cô láo quá đấy. Dạ thưa bác, cháu đã trẻ mồ côi 15 năm nay. Cháu xin lỗi. Vì đã nói rồi bác, nhưng mà bây giờ cháu đã tìm thấy mẹ của cháu rồi ạ. Ai thèm quan tâm. Đúng. Mẹ xin lỗi con. Không, lỗi của con, bất hiếu cũng là lỗi của con. Họ cũng không tha lỗi cho con thì con cũng đành chịu. Nhưng mà bây giờ con đã tìm thấy mẹ của con rồi. Bây giờ mẹ phải đi viện với con. Mẹ phải khỏe để mãi mãi sống bên con. Mẹ nhớ. Con ơi.